Mến chào quý vị và các bạn, rất vui khi được các bạn ghé thăm kênh của mình. Rồi hôm nay giới thiệu gì đây người đẹp ơi? Chào anh Tấn, chào mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị gần xa. Bữa nay em giới thiệu 7 phô mai và 1 cây bông trang. Rồi, 7 phô mai và 1 cây bông trang. Dạ. Rồi, bông trang gì? Trang này trang gì đây? Bông trang vàng Pháp đó. Vàng Pháp? Dạ. Phải không? Đây. Bông đây, của cái nó. Bông này nha. Dạ dạ. Cái lá quay lại cho mấy chú mấy cô vàng lá lớn đó ta. Dạ. Rồi. Rồi, đây. Quay vòng đi. Đây là phô số 1 rồi, bông trang em quay trước à. Rồi quay đi. Rồi cao khoảng, cao khoảng nhiêu vậy? Cao khoảng chắc hết thước dây đó. Rồi mét rưỡi. Dạ, hết thước dây á. Rồi, tán ngang. Tán mà không có tóc. Tán ngang là 90 rồi. 90. Rồi. Quay, cái này trang vàng lá lớn gì đó. Rồi. Rồi đó hoành coi. Rồi dịnh vô đây, dịnh vô đây rồi quay lại. Hoành của nó là 36. Rồi 36. Dạ. Cổ của nó. Đo cổ cho coi luôn. Mai gì đó cổ 19. Rồi. Giá luôn. Rồi bông trang này em báo giá là 3 triệu ạ. Bao ship sao? Bao ship toàn quốc luôn. Rồi toàn quốc luôn. Dạ. Rồi đọc số điện thoại luôn có đi. Điện thoại là 0901 029 366. Rồi đó đổi. Số Zalo của em luôn. Rồi đổi. Rồi đổi qua. Có qua số 2. Thôi số 2, nghe nè. Đi vô góc luôn. Thảy cái viết ở dưới ghi sẵn đi. Thảy cái viết đi, khỏi cầm cái viết đo không được gì. Cầm chi mà vừa cầm mà phải vừa đo nữa. Rồi, đo đi, đo thôi. Dưới ghi đi. Đây rồi. Là phôi số 2 à. Rồi, đây cao luôn. Ghế đế đều đó nha, mấy cô mấy chú. Đế đều. Đế đều. Rồi, cao. Cao là 90 à. Cao 90. Dạ. Rồi mai vàng ha. Mai vàng xong. Hoành 41. Hoành 41. Hoành 41. Dạ. Rồi quay vòng. Rồi. Chưa? Quay đến cái. Quay rồi. Quay. Rồi giá vừa. Rồi bên này giá 3 triệu luôn nha. Dạ. Rồi 3 triệu bao ship dạ. Sao? 3 ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Dạ. Rồi đổi. Rồi, đổi. Rồi có vòi số 3. Số 3. Có vòi số 3. Ghế dưới luôn đi. Cây này cũng mà ghế đều luôn nha mấy cô mấy chú. Chú mà dán như hình thú gì đó. Chị. Dán có 2 giờ trước 2 giờ sau rồi dán như hình thú luôn nha. Rồi cao. Đây, chiều cao. Tắt luôn. Chiều cao là 87. Rồi. Hoành. Hoành. 29. 29 rồi quay vòng đế. Quay cũ nha đâu cũ. Đây cũ. Cây này cây bộ cũ đẹp. Cũ nó. 26. Rồi thôi được rồi, được kính rồi. Được rồi. Rồi giá. Đó, giá 2 triệu ạ. À. Rồi giá 2 triệu. Toàn quốc luôn. Rồi. Số điện thoại của em là 0901 029 366 ạ. À. Rồi số điện thoại có để trên màn hình luôn. Rồi. Rồi. Đổi. Có phôi số 4. Tiếp nó tay đi cậu. Không nổi
cao gì khủng khiếp cao vậy? Cao là có 2 cái 2. Cao nhiêu? 2 cái 2. Đó rồi ha. Rồi 2 mét 2. Quanh của nó, quanh cũ của nó. Giờ chưa em ơi, đừng có chen chen như vậy. Quanh là 39 đó. Quanh 39. Dạ. Rồi, quay. Cho cũ lên đó. Đo cái cũ cho coi. Cũ 49. 49. Dạ. Rồi, quay đi. Cây hình thú rễ đầu dáng đẹp nha. Rồi, giá luôn. Rồi, cây này giá 5 triệu ạ. À. 5 triệu. Rồi, cây số 4. Ghi vô. Rồi là voi số 5. Voi số 5. Rồi kéo thước chiều cao luôn đi. Rồi 122. Thân này nó có gì vậy? Thân không, không 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 nó có gì vậy? Nó có cái này mà nó không ăn vô thịt. Nó có gì mà nó liền hết rồi nó không ăn vô thịt. Không ăn vô thịt ha. Dạ. Rồi quanh luôn. Quanh 37. Rồi 37. Rồi quay. Mai vàng hết ha. Mai vàng. Rồi cây phôi số 5 nè, em báo giá 1 triệu 2 à, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, 1 triệu 2 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi. Đổi phôi. Khoan, báo chiều cao chứ, cái này đang ở xa. Rồi quay. Đây là phôi số 6 ạ. Đó, hình dáng chứ đi rồi hả đế sao. Dạ. Rồi, cao khoảng nhiêu kéo? Rồi. Quay quay chút nữa. Bộ đế nó là... Rồi quanh luôn. Quanh đó quanh cũ rồi nha. Quanh cũ là 42. Trên kìa. Quanh cổ. Quanh cũ 42, quanh cổ 32. Rồi quay đi. Rồi giá luôn Ngân ơi. Cây này giá 2 triệu mấy cô mấy chú. Rồi 2 triệu. Bao ship toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi phôi. Rồi đọc cái số điện thoại. Số điện thoại là 0901 029366. Rồi địa chỉ mình ở khu Dược Bình An. Rồi. Thới Âu Môn, Cần Thơ. Âu Môn, Cần Thơ. Rồi. Tiếp nó cũng là tiếp cái này đó. Đó phôi số 7. Rồi. Thôi quá trời luôn. Tiếp đi, tiếp đi, đứng đó tiếp đi. Rồi, phôi số mấy? Phôi số 7. Phôi số 7. Dạ. Phôi số 7 là số 6 chứ. 7. 7 rồi. 7 rồi. 7.
giò có chân đồ rồi rồi coi cho cái chi cành trước đi cho chi cành đi hồi vô thú sao rồi chi cành này bay hay gì đó tả đi bay luôn rồi cao luôn hết thước luôn phải không mét rưỡi á rồi mét rưỡi rồi bắt đầu vô nè rồi dán con gì đó tả đi hình có hai cái giò luôn móng luôn hai cái giò móng luôn mà đây là hai cái giò chú không biết con gì không biết con gì rồi, mấy cô mấy chú muốn nghĩ tự con gì đó đây hai giò trước hai giò sau rồi nó có cái mặt cắt này ha mặt cắt cũng liền phải không do thời gian gấp quá không có chét keo kẹp chét keo rồi mới gửi cô chú nè rồi nói gì quay xong rồi chét keo mới xong rồi gấp quá chưa chịu kéo không cái này là cái cây ở ngoài vô chứ không phải là cái cây rễ của cây mai giờ rễ ngoài ăn vô rồi hoành đi đây là hoành 44 dạ. Rồi cũng muốn đo gì đường kính bầu vậy không đường kính bầu cho người ta nó mua bầu mua rồi cho nó dễ 67 rồi cây hình thú rất đẹp nghe mấy cô mấy chú rồi thú đẹp thú rất đẹp nghiêng nghiêng lên luôn đó. Rồi quay vòng đi quay đi rồi giá sao đây Ngân ơi cây này em báo giá là 12 triệu ạ 12 triệu bao ship toàn quốc luôn bao ship toàn quốc luôn có thương lượng gì nữa không dạ không rồi đổi rồi đổi thôi rồi để nó luôn cây này nó bự quá không quay thiên lên không nổi nha để dưới đây thôi 2 mét rồi khoan để coi cái này sao đây rồi mai cũng mai vàng ha cũng mai vàng chiều cao đi chiều cao không mét 7 à chiều cao khoảng 7-8 à, ừ. Rồi khoan để né rồi thần có thẹo gì không 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 nó có thẹo này chút nhưng mà liền rồi nè mấy cô mấy chú không có gì hết nè rồi có thẻ không liền cái này chỉ có làm bầu sơ rồi chứ rồi né 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 coi cái bầu rễ nó là rễ ra lắc lắc rất là đều mà rễ to to rễ bự không rễ đều rồi kéo đường kính bầu á kéo đường kính bầu chứ đi cái bầu nó liền à đường kính bầu nó là 83 83 rồi vô hoành hoành 46 hoành 46 cho mọc ghế được chứ rễ này cũng không lớn đâu rễ vừa rồi giá luôn Ngân ơi cây này em báo giá là 15 triệu 15 triệu dạ. Bao ship toàn quốc cái gì bao ship toàn quốc đi vòng nữa ngon rồi cũng đã gõ rồi chào bà con luôn đi Ngân ơi rồi chào cô chú xin ủng hộ kênh này liên luôn mà em quay cái clip này là clip sau qua Tết rồi mới quay nữa rồi nghỉ Tết rồi ha nghỉ Tết rồi Tết may thành phẩm á dạ lô sau may thành phẩm không còn may này nữa rồi nghỉ làm thành phẩm ăn Tết ha rồi vậy rồi mấy cô mấy chú ủng hộ giùm em dạ rồi ủng hộ chào rồi mến chào tạm biệt quý vị và các bạn hẹn gặp lại vào những clip sau.